Quá ngưỡng mộ, nghệ sĩ Hồng Vân đã kêu gọi được nửa tỷ giúp đưa thi thể anh Vũ về nước. Nghệ sĩ Hồng Vân thông báo ngừng nhận tiền quyên góp kinh phí hỗ trợ gia đình đưa thi thể diễn viên hài anh Vũ về Việt Nam. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho biết ngừng nhận tiền quyên góp từ khán giả và nghệ sĩ để có kinh phí đưa thi thể anh Vũ về Việt Nam. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Hồng Vân thông báo tạm ngừng nhận tiền quyên góp kinh phí hỗ trợ gia đình đưa thi thể diễn viên hài anh Vũ về Việt Nam. Theo như chia sẻ của Hồng Vân, đến 15 giờ ngày hôm qua, tài khoản kêu gọi của chị nhận được gần 600 triệu đồng từ các anh chị em nghệ sĩ và rất nhiều khán giả khắp mọi nơi. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân công khai số tiền được quý khán giả quyên góp. Số tiền trợ giúp của mọi người gửi về cho nghệ sĩ Hồng Vân đã lên đến 480 triệu đồng, cộng thêm 100 triệu của các nghệ sĩ là bạn bè của nghệ sĩ anh Vũ. Số tiền này sẽ được chuyển cho gia đình anh để lo hậu sự cho anh. Mong mọi người không chuyển khoản thêm nữa nhé. Như vậy, với con số này, nghệ sĩ Hồng Vân và gia đình đang hy vọng đưa được thi hài anh Vũ về nước. Bên cạnh đó, Hồng Vân cho biết, nếu các khán giả hoặc nghệ sĩ ở Mỹ muốn giúp đỡ, thì có thể liên hệ qua nghệ sĩ Việt Hương, Hoài Tâm, Thanh Duy, Kali, Minh Luân. Hiện tại, nhà của cố diễn viên hài anh Vũ đóng kín cửa. Theo như chia sẻ của người thân, thì hiện tại gia đình đang bối rối nên chưa tiện chia sẻ nhiều. Diễn viên hài anh Vũ qua đời vào sáng 1 tháng 4 sau khi kết thúc đêm diễn ở California, hưởng dương 47 tuổi. Gia đình chia sẻ anh Vũ đã tắm khuya và đột quỵ, anh tắt thở trước khi được bạn bè phát hiện. Minh Nhí, tôi không ngủ được, Vũ cho tôi một viên, uống nửa viên là ngủ tới Mỹ, thế mà Vũ uống 5 viên. Ngày hôm trước, Vũ đang ăn cơm thì gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật. Cô bạn thân hỏi thì Vũ nói là mới uống 5 viên thuốc ngủ vì không ngủ được, nghệ sĩ Minh Nhí kể. Nghệ sĩ hài anh Vũ đã đột ngột ra đi trong chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ vào tối ngày 1 tháng 4 theo giờ địa phương tại quận Cam, tiểu bang California. Vào khoảng 5 giờ sáng nay, ngày 2 tháng 4 giờ Việt Nam, nghệ sĩ Minh Nhí và Hồng Vân cùng nhận được tin từ Mỹ về sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ anh Vũ. Từ lúc nhận được tin báo, cả Minh Nhí và Hồng Vân đều không ngủ được. Sau đó là hàng loạt những cú điện thoại tin nhắn dồn dập từ Mỹ về, cũng như các cuộc liên lạc với gia đình, đồng nghiệp để cố gắng lo chu toàn cho nghệ sĩ anh Vũ. Anh Vũ uống 5 viên thuốc ngủ, nghệ sĩ Minh Nhí chia sẻ, tôi bàng hoàng quá. Tôi và Vũ thân nhau lắm, có với nhau biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, hờn giận, quan tâm, giúp đỡ, ăn ngủ lẫn nhau đều không thiếu. Vũ gặp chuyện gì cũng gọi điện cho tôi, thế mà nay Vũ đã đi rồi. Thề có vong hồn của Vũ, cho tới thời điểm này, tôi và Hồng Vân là hai người gần gũi với Vũ nhất. Cô bạn thân của Vũ ở Mỹ nói, ngày hôm trước Vũ đang ăn cơm thì gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật. Cô ấy hỏi thì Vũ nói là mới uống 5 viên thuốc ngủ vì không ngủ được. Không biết tối đó, Vũ có uống thuốc ngủ nữa không mà Vũ ngủ luôn không dậy nữa. Vũ uống thuốc ngủ nhiều lắm, mọi người nói mà Vũ không nghe. Tôi nhớ có lần tôi với Vũ đi lưu diễn, tôi không ngủ được, Vũ cho tôi một viên. Nhưng tôi uống nửa viên là ngủ tới Mỹ mới thức dậy, thế mà Vũ uống 5 viên. Loại thuốc ngủ đó rất mạnh, lại có tác dụng phụ là mất trí nhớ nên tôi rất hạn chế dùng. Bữa đi quay, nay biết đại chiến thấy Vũ ngồi gật gà gật gù, tôi bảo Vũ đi bác sĩ khám, đừng uống thuốc ngủ nữa. Nhưng Vũ nói, không uống thuốc ngủ là Vũ không ngủ được. Vũ uống riết bị lờn thuốc nên tự tăng số lượng lên. Gia đình nhờ cho Hồng Vân và anh em nghệ sĩ đưa Vũ về Việt Nam. Cũng theo chia sẻ của nghệ sĩ Minh Nhí, hiện tại gia đình anh Vũ nhờ Hồng Vân đứng ra lo đưa anh Vũ về Việt Nam. Hồng Vân vừa gọi điện cho tôi để bàn cách đưa Vũ về Việt Nam. Gia đình giờ rất bối rối, con mình ở nhà còn khỏe mạnh, đùng cái nghe tin con mất nên chẳng còn lòng dạ nào, đã phó thác cho Hồng Vân rồi. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức lễ truy điệu cho Vũ trong 1-2 ngày tới để quyên góp tiền đưa Vũ về nước. Bên Mỹ thì ca sĩ Leon và Hoài Tâm sẽ đại diện đứng ra lo các thủ tục với cảnh sát. Mấy anh chị em nghệ sĩ hợp sức lại lo cho Vũ, vì đưa Vũ về sẽ rất tốn kém. Nếu may mắn, đưa được thi thể Vũ về nước thì cũng tốn nhất 30.000 đến 40.000 đô. Trường hợp xấu hơn là sẽ buộc hỏa táng Vũ bên Mỹ, rồi đem tro cốt về Việt Nam, tổ chức tang lễ sau. Nếu hỏa táng rồi đưa tro cốt về sẽ tốn khoảng 10.000 đô. Nghệ sĩ Minh Nhí cũng cho biết thêm, hiện tại anh Vũ đang ở với bố mẹ, các anh chị em và các cháu. Nhưng kinh tế gia đình hầu hết đều do anh Vũ lo. Đầu óc tôi lúc này rỗng tuếch, tôi chẳng biết phải nghĩ gì, chỉ cố gắng làm sao lo cho bạn chu đáo. Cuộc đời không ai biết trước được ngày mai sẽ thế nào, nhủ lòng khi còn sống hãy yêu thương, tha thứ, bỏ qua hết cho nhau, đùm bọc nhau đi, đừng đợi tới lúc chết rồi thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Nghệ sĩ Minh Nhí giọng trầm xuống bộc bạch.
Những sau việc đầu tiên gửi tiền ủng hộ nghệ sĩ Anh Vũ, Nhật Kim Anh số tiền khủng, Lê Hiếu không kém cạnh. Nhật Kim Anh còn đăng tải tin nhắn về cuộc trò chuyện cuối cùng với đàn anh đáng kính. Nghệ sĩ Hồng Vân đang đứng lên kêu gọi giới nghệ sĩ chung tay quyên góp nhằm giúp đỡ gia đình đưa nghệ sĩ Anh Vũ về quê nhà yên nghỉ. Anh Vũ ra đi đột ngột ở tuổi 47 tại Mỹ. Khi vẫn đang trong khoảng thời gian lưu diễn khiến anh em đồng nghiệp bàng hoàng, trên trang cá nhân Hồng Vân công khai số tiền mà các nghệ sĩ, nhà hảo tâm gửi vào tài khoản của cô. Trong số đó, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh chuyển khoảng 10 triệu, nam ca sĩ Lê Hiếu 2 triệu đồng. Ngoài ra, Nhật Kim Anh cũng chia sẻ những tin nhắn cuối cùng mà nghệ sĩ Anh Vũ hỏi thăm sức khỏe cô và hẹn dịp làm chung show. Nhật Kim Anh bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn tới người anh đáng kính. Nữ ca sĩ ủng hộ lời kêu gọi của nghệ sĩ Hồng Vân bằng cách gửi đi 10 triệu đồng. Nam ca sĩ Lê Hiếu cũng quyên góp 2 triệu đồng. Nhật Kim Anh đau xót thương tiếc cố nghệ sĩ Anh Vũ. Cả hai còn mới trò chuyện đây, hỏi thăm sức khỏe cùng nhau. Những hình ảnh cuối cùng của nghệ sĩ Anh Vũ trước lúc qua đời, lạc quan và miệt mài cùng nghiệp diễn. Trước lúc qua đời, nghệ sĩ hài Anh Vũ vẫn miệt mài với công việc, sống lạc quan, dù đang mang trong mình căn bệnh ung thư. Diễn viên hài Anh Vũ đột ngột qua đời sau một đêm diễn ngày 1 tháng 4 theo giờ địa phương. Vợ chồng diễn viên Khali Thanh Duy là những người cùng đoàn tham gia biểu diễn vẫn chưa hết bàng hoàng. Các nghệ sĩ đều đang đợi kết luận nguyên nhân sự ra đi của người anh, người đồng nghiệp từ phía cảnh sát Mỹ. Trước khi qua đời, Anh Vũ vẫn vui vẻ và chia sẻ hình ảnh về đêm diễn ở Mỹ, bên cạnh các nghệ sĩ như danh ca Hương Lan, Khali, Minh Luân. Anh chia sẻ, tour diễn lần này là đợt xuất ngoại đầu tiên trong năm 2019. Show đầu tiên xuất ngoại trong năm 2019, Anh Vũ thương chúc cả nhà nhiều sức khỏe và thành đạt, anh viết. Anh Vũ bên nghệ sĩ Hương Lan trong show diễn cuối cùng của mình tại Mỹ. Anh chụp cùng đoàn diễn tại Cali vào tối vừa qua, đây là chuyến lưu diễn đầu tiên của nghệ sĩ trong năm 2019. Trước lúc lên đường sang Mỹ, anh Vũ tham gia hoạt động thắp đèn cúng Phật tổ chức ở chùa Phổ Quang vào ngày 24 tháng 3. Anh phát hiện mắc bệnh ung thư đại tràng từ năm 2000, anh lạc quan khi đã chiến thắng căn bệnh quái ác nhờ lối sống lành mạnh và chăm rèn luyện sức khỏe. Hình ảnh trong chuyến đi tới Bình Phước từ thiện của anh Vũ cùng nhóm bạn vào hôm 16 tháng 3. Trong cuộc sống mấy ai không có lỗi, biết lỗi sai, biết sửa mới thành người. Trong cuộc đời mấy ai không vấp ngã rồi biết đứng dậy mới thành công, anh chia sẻ trên trang cá nhân hôm ngày 3 tháng 3. Cảnh sát Mỹ hiện phong tỏa hiện trường, nghệ sĩ Hồng Vân cho hay đang liên lạc với gia đình và tìm mọi cách sớm nhất để đưa anh Vũ về quê hương. Các anh chị em nghệ sĩ cũng ngừng biểu diễn một tuần để lo liệu, để tang cho anh Vũ. Trong những ngày đầu tháng 3, anh cùng Ngọc Trinh, Khương Ngọc diễn tại một ngôi chùa Vĩnh Long. Nhờ đi diễn cho chùa mà nhóm Hài 40 được thành lập với các thành viên anh Vũ. Rối, Ngọc Trinh bơ, Khương Ngọc nhây, một đêm diễn nhiều khán giả, Ngọc Trinh viết. Hình ảnh anh Vũ tươi vui, khỏe mạnh trong ngày đầu năm mới. Anh Vũ sinh năm 1972 trong một gia đình đông anh chị em. Nghệ sĩ Hài từng là phó giám đốc sân khấu kịch Kim Châu. Anh là một trong những diễn viên Hài được khán giả cả nước yêu mến. Hôm 31 tháng 1, anh Vũ chia sẻ ảnh bên nghệ sĩ Hồng Vân. Lúc này anh lên tiếng về tin đồn rạn nứt tình chị em, gần hết năm cũ âm lịch mà vẫn bị thị phi. Đây là lần đầu tiên trên mạng xã hội mà anh Vũ đăng tự sự của mình, miệng đời ghê quá, đã là bạn, đừng bắn đạn sau lưng. Tình nghĩa của chị em tôi Hồng Vân và anh Vũ như máu thịt, anh viết. Mẹ của nghệ sĩ Anh Vũ thương con cả đời hiếu thảo với mẹ, với gia đình. Mẹ của nghệ sĩ hài Anh Vũ, bà Trương Thị Thu, 74 tuổi, nghẹn ngào khóc khi hay tin con trai đột ngột ra đi, đau xót lắm. Thương con cả đời hiếu thảo với mẹ, với gia đình, bà Thu đau đớn. Bà Thu cho biết đây là chuyến lưu diễn đầu tiên trong năm 2019 của con. Không ngờ đó là lần cuối cùng. Bà bị cao huyết áp nên trước khi sang Mỹ lưu diễn, bao giờ nghệ sĩ hài Anh Vũ cũng dặn dò mẹ phải uống thuốc đúng giờ và giữ gìn sức khỏe. Đau xót lắm, thương con cả đời hiếu thảo với mẹ, với gia đình, chăm lo từng chút một những chuyện lớn nhỏ của cả nhà. Từ khi tổ nghiệp thương cho con tôi được bà cô bác khen tặng bởi cái hài duyên, chọc cười được mọi người, tôi cảm ơn tổ nghiệp trời Phật đã thương mà cho cháu có được cái nghề diễn viên. Chứ hồi đó đi bán trái cây phụ tôi, mỗi tối nằm bên chân mẹ nó cứ thì thầm. Ước làm thật nhiều tiền lo cho mẹ, khỏi phải buôn bán tảo tần, bà Thu à khóc. Cô Dung, em gái ruột của nghệ sĩ hài Anh Vũ cho biết, bên Mỹ, bạn bè của anh gọi điện về báo tin, khi đó tôi bàng hoàng không hề tin. Nhưng rồi sự thật đau đớn, anh ra đi đột ngột. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã kịp thời giúp tôi làm thủ tục để xin visa qua Mỹ. Gia đình sẽ làm mọi cách để đưa anh tôi về chung cất tại Việt Nam.
Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho biết gia đình đang chờ thủ tục điều tra của cảnh sát tại Mỹ để có thể nhờ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ hỗ trợ việc xin visa cho em gái của nghệ sĩ Anh Vũ sang Mỹ kịp thời để đưa anh trai về quê nhà theo ước nguyện của gia đình. Nói về căn bệnh của nghệ sĩ hài Anh Vũ, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân xác nhận Anh Vũ sống lạc quan đầy nghị lực chống chọi với căn bệnh 19 năm qua. Hiện sân khấu kịch Phú Nhuận đã thông báo sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ hài Anh Vũ, nên các vở diễn của anh sẽ được thay đổi bằng vở diễn khác. Trong tháng 4, sân khấu kịch Phú Nhuận sắp lịch diễn có sự tham gia của anh Vũ, nhưng hiện nay chúng tôi phải đổi lịch. Anh Vũ ra đi là sự mất mát quá lớn đối với sân khấu kịch Phú Nhuận, bà bầu Hồng Vân chia sẻ. Diễn viên điện ảnh Trí Quang cho biết anh Vũ sang Mỹ tá túc phòng trọ của chị Trang, bạn thân của anh Vũ. Căn phòng trọ này hiện được niêm phong, cảnh sát tại Mỹ sẽ điều tra về nguyên nhân cái chết của anh Vũ.